Theo báo cáo của VAMA, doanh số bán hàng của thị trường ô tô trong tháng 10 vừa qua đã giảm nhẹ khoảng 2% so với tháng trước đó. Danh sách 10 xe bán chậm nhất tháng cho thấy có 9 mẫu xe Nhật của Toyota, Suzuki, Isuzu hay Honda. Trong tháng 10, Mitsubishi Pajero Sport đã trở lại top xe bán chậm, thế chỗ cho mẫu xe bán tải đồng hương là Isuzu D-Max. Mẫu xe Mỹ duy nhất nằm trong top này vẫn là cái tên quen thuộc Ford Explorer. Dưới đây là danh sách chi tiết 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 10. 1. Toyota phát bán không xe. Chuyên cơ mặt đất Alphard là dòng sản phẩm có giá cao nhất của Toyota tại thị trường Việt Nam và tệp khách hàng khá hẹp, nên doanh số thường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tháng 10 vừa qua, mẫu xe này thậm chí còn không bán ra được chiếc nào và đành đội sổ trong danh sách xe bán chậm. Cộng dồn từ đầu năm, Alphard bán được 73 xe. Mẫu Alphard đang được Toyota Việt Nam phân phối vẫn là bản ra mắt từ 2021 với hai lựa chọn, màu trắng giá 4 tỷ 227 triệu và các màu còn lại giá 4 tỷ 219 triệu. Nhiều khả năng thế hệ mới của Anvas sẽ được ra mắt khách Việt vào tháng 11 hoặc 12 tới, cũng dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với giá bán dự kiến 4 tỷ rưỡi. 2. Suzuki Kia Z bán 4 xe Kia Z bán ra được 4 xe trong tháng 10 vừa qua, giảm còn một nửa so với tháng 9, và tiếp tục góp mặt trong top xe ở vị trí thứ 2 cộng dồn 10 tháng đầu năm 2023, Kia Z vẫn chỉ bán được 32 xe, ít nhất toàn thị trường ô tô Việt Nam. Thế hệ mới của mẫu xe đen cỡ B Suzuki Kia Z bắt đầu được bán tại thị trường Việt Nam vào cuối tháng 9 năm 2020 đến nay, nhưng doanh số không cao. Trong khi các đối thủ khác có nhiều phiên bản hoặc giá rẻ, thì Suzuki Kia Z lại chỉ có một phiên bản duy nhất với giá niêm yết 535 triệu. 3. Toyota Yaris bán 4 xe Yaris của thương hiệu Toyota cả tháng 10 vừa qua chỉ bán ra được 4 xe, đúng bằng với tháng 9. Cộng dồn cả 10 tháng đầu năm 2023, có 122 xe được bán ra thị trường. Hiện, mẫu xe cỡ B Toyota già, Reese vẫn là phiên bản nâng cấp từ cuối năm 2020 được Toyota Việt Nam, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và bán ra một phiên bản duy nhất với giá 668 triệu. Giá bán cao và chỉ có một tùy chọn biến thể hatchback khiến mẫu xe của Toyota rất kén khách và luôn trong cảnh ế ẩm tại Việt Nam. 4. Ford Explorer bán 5 xe Mẫu SUV full size của Ford bán ra được 5 chiếc trong cả tháng 10, và xếp ở vị trí thứ 4 trong top xe. Ấy. Dù đã cải thiện đáng kể so với không xe bán ra của tháng trước, song không thể nói rằng Explorer đã có được doanh số tốt trong tháng vừa qua. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, Ford Explorer bán được tổng cộng 175 xe. Explorer thế hệ hiện tại ra mắt thị trường vào đầu năm 2022 với một phiên bản duy nhất, có giá niêm yết là 2 tỷ 366 triệu. Đây là mẫu xe cao cấp nhất của pho phân phối tại thị trường Việt Nam. 5. Honda Accord bán 7 xe, so với tháng 9 với chỉ 3 chiếc bán ra, mẫu xe đen cỡ D Honda đã bán ra được hơn gấp đôi trong tháng 10 vừa qua. Điều này khiến Accord cải thiện hai bậc, xếp ở vị trí thứ 5 trong top xe bán chậm. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay, Accord đạt 41 xe. Hiện, Honda Accord đang được nhập khẩu từ Thái Lan với hai phiên bản giá bán từ 1 tỷ 319 triệu và 1 tỷ 329 triệu. 6. Toyota Hilux bán 12 xe. Với 12 chiếc bán ra trong tháng 10, mẫu bán tải của Toyota đã giảm 8 chiếc so với tháng trước và vẫn đứng ở vị trí thứ 6 trong top xe bán ế. Hilux cũng là mẫu xe có doanh số lẹt đẹp nhất ở phân khúc xe bán tải tại Việt Nam, mặc dù tại thị trường Đông Nam Á, đây là mẫu xe bán chạy nhất trong 9 tháng đầu năm. Sau hơn một năm phải dừng bán ở Việt Nam với nguyên nhân chính là không đạt tiêu chuẩn khí thải, Toyota Hilux 2023 đã quay trở lại vào tháng 3 với một phiên bản duy nhất là 2.41 cầu cùng giá niêm yết 852 triệu. Tuy vậy, doanh số của Hilux sau khi trở lại thị trường Việt Nam lại không mấy khả quan. Lũy kế trong năm 2023, Hilux chỉ bán ra 118 xe. 7. Toyota Land Cruiser Prado bán 18 xe. Với 18 xe được bán ra trong tháng 10, giảm 8 chiếc so với tháng trước đó mẫu SUV của Toyota vẫn nằm trong top xe bán chậm nhất thị trường. Một phần lý do vẫn là nguồn cung của mẫu xe nhập khẩu này không nhiều. Lũy kế 10 tháng đầu năm, Land Cruiser Prado bán ra được tổng cộng 179 xe. Prado là mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, được Toyota phân phối một phiên bản duy nhất với giá 2 tỷ 548 triệu. 8. Isuzu MU-X bán 26 xe So với 29 xe bán ra vào tháng 9, doanh số tháng 10 vừa qua của Mu X đã giảm nhẹ 3 xe, nhưng vẫn đứng ở vị trí thứ 8 trong top xe bán chậm. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, mẫu SUV của Isuzu bán ra được tổng cộng 175 xe. Mu thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa tháng 7 năm 2022 với 3 phiên bản, giá bán giao động từ 880 triệu đến 1 tỷ 120 triệu. Tuy vậy, thế hệ mới cũng không giúp mẫu SUV của Isuzu cải thiện doanh số là bao. 9. Suzuki Swift bán 26 xe. Mẫu xe của Suzuki vẫn chưa thể thoát ê khi có lượng bán ra chỉ đạt 26 xe trong tháng 10, giảm 15 xe so với tháng trước đó. Tổng cộng 10 tháng đầu năm 2023, Suzuki Swift đạt doanh số 310. Mẫu hatchback cỡ B của Suzuki hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối tại Việt Nam với duy nhất một phiên bản GLX với mức giá 550 triệu. 10. Mitsubishi Pajero Sport bán 34 xe. Mẫu SUV Mitsubishi Pajero Sport đã trở lại top xe ế ẩm nhất thị trường sau nhiều tháng vắng bóng, thay thế cho mẫu bán tải Isuzu D-Max. Trong cả tháng 10 vừa qua, chỉ có 34 xe được bán ra. Cộng dồn 10 tháng đầu năm, có tổng cộng 790 xe được giao đến tay khách hàng. Mẫu SUV cỡ D này đang ở thế hệ thứ 3 ra mắt khách Việt hồi tháng 10 năm 2020. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với lựa chọn duy nhất động cơ diesel và 3 phiên bản giá niêm yết từ 1 tỷ 11 triệu đến 1 tỷ 365 triệu.